Hello tất cả mọi người, hôm nay em về quê như cả nhà nha. Hiện tại bây giờ em đang ở dưới quê nha. Khoảng tầm một tiếng nữa em lên Sài Gòn lại nha mọi người. Một tiếng nữa gặp lại trên Sài Gòn nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Ổng đưa gió chiều chiều mát mẻ mấy Thành ơi. À, đó trong nhà cũng đeo khẩu trang, hay có ai thấy con giỏi không? Con nằm trong giường trái cây mà con nằm võng con cũng đeo khẩu trang nữa. Nói chung là con là người giống như là gọi là có ý thức đồ đó. Trời ơi đo mọi người lấy cây cái nhiệt độ đó đo rồi mọi người ơi. Nhiêu vi? 36.7. Xui ghê, 36.7 như vậy? Thì đúng rồi, 37.550. Về quê mọi người ơi. Đúng mà bây giờ thôi cuộc sống về quê cho nó thanh đạm mọi người ơi. Ở Sài Gòn em thanh tịnh, thanh tịnh lộn. Đi hái xoài. Dịch bệnh ở đây không có bệnh, không có dịch má ơi. Mai Thi. Ở đâu buồn quá, đúng không? Nè mọi người ơi, cây cảnh mát mẻ nè mọi người nè, cây cảnh xum xê đó mọi người nhìn đi. Đó cây cối nè, cây hoa lá rồi nha mọi người. Đó, trời. Xoài nữa đó. Xoài nữa đó má Hùng. Thấy không? Đó mọi người thấy cây cảnh không? Đó. Trời ơi rộng rãi lắm nha mọi người. Nè ở đây nè còn cây cảnh đó nha mọi người. Rất là rộng rãi luôn, thoáng mát nằm võng đông đưa. Hello Tề Thiên Đại Thánh nha. Em chào chị Chi Kim Hoa. Đâu vậy? Cho đâu vậy? Đây hả? Đây hả? Qua Khế Ngọt nha mọi người. Nè. Dạ em đang ở dưới quê cách Sài Gòn 15 phút nha. Mọi người. Quê với em cách Sài Gòn 15 phút vui vẻ. Ủa mà xoài không có trái hả Vi? Có nhiều lắm. Đâu? Có không? Đi dẫn không? Dũng hết hả? Xui vậy. Anh chào vợ yêu. Dạ em chào ông xã hả? Đâu Vi? Dạ quê em cách Sài Gòn 15 phút vui vẻ nha cả nhà. Hả? 15 phút? Má Hùng chạy 15 phút à. Má Hùng chạy tay đua thứ thiệt mà. Có kiến không dạ Vi? Vợ yêu nhớ anh không? Dạ nhớ. Trả theo kiểu thuộc, em trả lời theo kiểu thuộc bài á. Chào Khang Hàng Trần nha. Hết hả Vi? Còn trái không? Ờ mọi người cây xoài với bổ trái nhiều lắm nè. Không có trái mọi người ơi. Vi hái ăn hết, con gái em hái ăn hết. Đây con gái em nha mọi người. Đây con gái của em nha mọi người nha. Hết rồi hả? Dạ quê em hả, quê em ở cách Sài Gòn 15 phút nha anh Tài tổ trưởng nha. Rất là vui luôn mọi người ơi. Về thanh đạm mát mẻ, yên tĩnh được đó.